Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là hình ảnh của một chú sư tử đang ngồi các bạn nha. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình đang cầm một chú sư tử các bạn này. Chú sư tử của mình hôm nay thì có màu sắc, đó là màu vàng mix cùng với màu đen và màu trắng các bạn nhé. Sản phẩm chú sư tử này của mình thì được làm bằng đất chất nạn tự khô mọi người nhé. Và chú sư tử này của mình sẽ tự ngồi được nha mọi người. Và đây là phần chiếc đầu mọi người nhé, với những họa tiết rất là xinh mọi người này. Và đây là phần chiếc chân này, hai bên chân đang ngồi nha các bạn. Và đây là phần đuôi nha các bạn. Sản phẩm sư tử này của mình thì được làm từ đất chất nạn tự khô với ba tông màu sắc chủ đạo rất là xinh mọi người này. Mọi người có thể tham khảo cái mẫu sư tử này của mình để áp dụng cùng với đất sét màu tự khô để làm ra những cái sản phẩm về sư tử rất là xinh như thế này mọi người nhé. Về màu sắc thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái phân loại màu mà các bạn có sẵn ở trong bộ 12 màu của đất sét màu tự khô để các bạn làm lên những cái sản phẩm như thế này nha. Sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo này, sau đó thì áp dụng cùng với đất sét màu tự khô để cùng các bé nhà mình trải nghiệm để làm ra những sản phẩm về các con vật rất là xinh như thế này mọi người nhé. Đặc điểm của đất sét nạn tự khô thì nó sẽ rất là dễ nặn các bạn này, rất là dễ lấy, rất là dẻo và ướt mọi người nha. Sau khi mà nó được hoàn thành xong tác phẩm, các bạn để ra ngoài tiếp xúc với không khí nửa ngày thì nó sẽ khô lại. Sau khi khô lại thì nó vẫn giữ được cái hình dáng ban đầu của các bạn nặn nha. Và sản phẩm này thì nó sẽ không có một chất gì độc hại đối với sức khỏe cả. Màu sắc thì rất là tươi mới này, có 12 phân loại màu cho các bạn lựa chọn để làm lên sản phẩm. Và sau khi làm sản phẩm xong thì nó khô lại thì các bạn có thể sử dụng những cái mẫu sản phẩm như thế này dùng đồ chơi, dùng để làm đồ chơi cho các bé nhà mình luôn các bạn nha. Vừa giúp cho các bé nhà mình rèn luyện rất là nhiều kỹ năng này, làm thủ công từ bàn tay thì phải rất là khéo léo rồi mọi người nhỉ. Sau đó thì nó khô lại thì các bạn có thể sử dụng những cái mẫu đồ chơi như thế này dùng để làm đồ chơi cho các bé hàng ngày này. Thông qua những cái hình ảnh như thế này thì giúp cho các bé nhà mình nhận biết ra được hình ảnh con sư tử này, đặc điểm của con sư tử và màu sắc có trên cái thân hình của con sư tử. Đó là những cái sản phẩm mà các bạn cần tham khảo về cho các bé nhà mình sử dụng này, được vui chơi và trải nghiệm tự tay làm ra những cái sản phẩm rất là xinh như thế này mọi người nhé. Và ở những cái video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều những cái hình ảnh của các con vật được làm từ đất sét nạn tự khô. Và hôm nay thì tiếp tục thì mình sẽ đi review cho các bạn về một hình ảnh của một con sư tử được làm từ đất sét nạn tự khô với cái màu sắc rất là xinh như thế này mọi người nha. Mọi người có thể cùng với các bé nhà mình để hoàn thành và trải nghiệm để làm ra những cái sản phẩm rất là xinh như thế này. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng những cái hình ảnh như thế này dùng để deco và trang trí phòng cho các bé cũng rất là xinh mọi người nhé.
Và video giới thiệu về sản phẩm về một con sư tử được làm từ đất sét nặn tự khô của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.